Vâng, chào mừng cả nhà quay lại với kênh bất động sản của Hải Nam ngày hôm nay. Vâng, hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2020 thì hiện tại Nam đang đứng ngay tại khu đô thị thương mại Nhật Huy thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và hiện tại thì từ đầu năm 2020 đến nay thì khu đô thị thương mại Nhật Huy nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các nhà đầu tư cũng như tất cả các cư dân ngay tại khu vực ở gần đây. Đấy, thì vẫn rất nhiều khách hàng đã từng hỏi Nam là khu đô thị thương mại Nhật Huy, em ở thương mại Nhật Huy nó có những cái gì đó và nó có đáng để đầu tư hay không, rồi cái tiềm năng nó như nào hả em. Đấy, có rất nhiều khách hàng cũng đã quyết định nhanh và đã sở hữu cho mình những cái sản phẩm đất nền ngay tại khu đô thị thương mại Nhật Huy này, nhưng vẫn có những khách hàng tức là rất vẫn còn thắc mắc hay là còn đang lưỡng lự về cái tiềm năng phát triển của cái dự án này, nó có đáng để đầu tư hay là không, hay là nó cái tốc độ sinh lời của nó có nhanh hay là không. Thì hôm nay Nam mời cả nhà mình cùng thảo luận về cái khu đô thị thương mại Nhật Huy này, thì nó có những cái ưu điểm gì và nó có những cái mà lợi thế gì, để có thể là mình thảo luận xem thì khu đô thị thương mại Nhật Huy này nó có đáng để mình đầu tư ngay tại khu vực này hay là không. Cái yếu tố đầu tiên mà khi mà anh chị đầu tư một khu vực bất động sản nào đó thì mình quan trọng cái đó là thứ nhất là cái vị trí, đúng không ạ? Tại vì cái vị trí nó sẽ quyết định rất là nhiều. Nó về nếu anh chị ở đầu tư ở đây đi thì anh chị phải xem cái vị trí đó nó cái tiềm năng phát triển của nó như nào, và nếu như anh mình đầu tư ở đây thì là cái tương lai phát triển sau này nó có sinh tốc độ sinh lời và cái tính thanh khoản của anh chị nó có cao hay là không, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là khi mà anh chị ở đây chẳng hạn đi, hoặc mua sau này mình có nhu cầu để về ở đây, thì mình phải xem cái vị trí đấy là nó có thuận lợi hay không, thuận lợi cho công việc của anh chị hay là không, rồi thứ hai nữa nó có gần cái gì hay không, rồi thứ ba nữa sau này ví dụ anh chị về đây ở đầu tư kinh doanh buôn bán cái gì đó thì khu vực đó, cái vị trí đó nó có thể là kinh doanh buôn bán được hay không, đúng không ạ? Đó, thì ở phường Hòa Lợi Bến Cát thì nó gần ngay tại trung tâm thành hành chính của Bình Dương luôn, và đây là một cái thị trường mà bất động sản là đang tại Bình Dương đang được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư từ trong Bình Dương cũng như tất cả Sài Gòn hay tất cả các cái tỉnh khác tới đầu tư. Đấy, tại vì anh chị để ý đi, trong vòng khoảng 3 năm trở lại gần đây thì bất động sản ở tại Bình Dương á, có cái sự tăng trưởng là vượt bậc. Đấy, có những cái thị trường bất động sản, có những khu vực bất động sản từ 2017 đi là do giá 2020 bất động sản bây giờ thì nó gấp 3 gấp 4 lần so với cái thời điểm lúc đó. Thì vậy thì mình có một cái đặt một câu hỏi là tại sao thì ở Bình Dương lại thị trường bất động sản nó lại tăng nhanh như vậy, và tại sao trong 3 năm này thì thị trường bất động sản nó lại có tăng đột biến như vậy. Và vâng, thì nếu như anh chị đã tìm hiểu về cái Bình Dương á, thì anh chị biết trong vòng những năm ở gần đây thì Bình Dương luôn là một trong 3 tỉnh đứng đầu về cái thu hút vốn đầu tư của nước ngoài về đầu tư, và đặc biệt nhất là trong cái vấn đề mà đầu tư về khu công nghiệp cũng như thu hút các nhà đầu tư về ở từ nước ngoài này, rồi Đài Loan, Hàn Quốc hay là Nhật Bản, hay và hiện tại là đang có sự thu hút của đầu tư của tất cả các cái nhà đầu tư từ châu Âu đổ về ngay tại khu vực Bình Dương luôn. Đó, thì ở ngay khu đô thị thương mại Nhật Huy thì thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát này thì nó có vị trí rất là đẹp ạ. Tại sao mình nói lại đó là rất là đẹp? Tại vì ở đây anh chị đi về trung tâm hành chính Bình Dương thì tầm khoảng là 5 phút thôi. Đấy, và mình đi về trường đại học quốc tế tại Bình Dương, đó là trường đại học quốc tế Miền Đông, và trường đại học thứ hai là trường đại học quốc tế Việt Đức, là một trong trường đại học quốc tế công lập đầu tiên tại Việt Nam. Thì mình đi trong tầm khoảng từ 5 đến 10 phút là tới hai trường đại học quốc tế đó rồi. Còn ở ngay chỗ trung tâm hành chính của Bình Dương thì ở đây trong vòng 5 phút mình đi hết tất cả các cái tiện ích luôn, từ trường học đến cơ quan hành chính, rồi tất cả những cái mà giấy tờ liên quan. Khi mà sau này anh kiểu khu vực này thì mình đầu tư, mình làm giấy tờ gì đó thì rất là gần. Đó, hoặc là anh chị cho con cái học hành thì ở đây, ở ngay trung tâm hành chính thành phố Bình Dương thì có một trường rất là lớn, đó là trường học Ngô Thừa Nhiệm, thì nó là từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 thì có đầy đủ những gì đó, là hiện tại trường đó rất khá là nổi tiếng. Và là xung quanh này thì có một số cái trường, rất nhiều trường công lập đây đã có rồi đó. Và đối diện ở của mình á là chợ Nhật Huy anh chị ha,
Tuy sao ở đây thì anh chỉ ở đây thì sau này mua gì rất là nhiều, mất là rất là tiền đó. Cho Nhật Huy thì có đầy đủ tất cả mọi thứ cho mình rồi ha. Rồi và cái một yếu tố nữa là từ ngay chỗ khu đô thị thương mại Nhật Huy này thì sau này ví như mình có nhu cầu đi du lịch ấy, thì khu đô thị khu du lịch Đài Nam rất là gần. Thì từ đây mình khu đô thị thương mại Nhật Huy này mình ra ngã tư Sở Sao, mình lên khu du lịch Đài Nam là khu du lịch có cái quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, là khoảng 500 hecta, thì nó tầm khoảng là đến 5 đến 10 phút đó. Mình đi nhanh thì tầm khoảng 5 phút, mà còn đi mà lại chậm á thì nó tầm khoảng là 10 phút là mình tới, có thể tới khu du lịch Đài Nam rồi anh chị ha. Vâng, thì yếu tố thứ hai mà khi mình đầu tư một khu vực bất động sản đấy là cái vấn đề gọi là giao thông đấy. Tại vì tại sao giao thông lại được là xem trong những cái vấn đề mình quan trọng nhất? Tại vì nó là khi mà một khu vực nào đấy thì có cái giao thông, một sự liên kết vùng tốt thì khu vực đó chắc chắn cái tiềm năng phát triển rất là lớn đấy. Về ở nói về Bình Dương thì anh chị ở đây cả nhà mình đã từng, ai đã từng đến Bình Dương thì có một cái điều mình rất là thích đúng không ạ? Tức là ở Bình Dương á, thì cái đường sáng rất là rộng đúng không ạ? Mà mình đi đường ở Bình Dương rất là thích, tại vì nó vừa này rộng này, vừa rất là nhiều đường và hệ thống giao thông rất là tốt. Mình có thể là đi đến một cái điểm khu vực nào đó thì mình có rất nhiều đường khác nhau để mình đi, nên nó rất là thuận tiện cho mình đúng không ạ? Thì ở đây khu đô thị thương mại Nhật Huy thì có hệ thống giao thông như nào thì cả nhà mình cùng Nam để mình tìm hiểu nhé. Thì tuyến đường thứ nhất là tuyến đường mà mình cần phải nói tới, đó là cái tuyến đường DT741 đúng không ạ? Nên ngay mặt tiền đây, bên kia là dự án khu đô thị thương mại Nhật Huy thì nằm ngay mặt tiền DT741 ha. Đó, và tuyến đường DT741 hay còn gọi là tuyến đường quốc lộ 14 là một trong những cái tuyến đường mà trọng điểm của Bình Dương đấy. Và từ tuyến đường DT741 này thì kết nối trực tiếp thành phố Thủ Dầu Một, là bắt đầu từ ngã tư Sở Sao thì đi thẳng lên là Bình Phước và đi lên tất cả các tỉnh Tây Nguyên đấy. Và nó cắt ngang quốc lộ 13, cắt ngang quốc lộ 13 là ngay ngã tư Sở Sao. Thì đây là một trong những cái tuyến đường trọng điểm của Bình Dương, và tuyến đường là lưu lượng và lưu thông và giao lưu hàng hóa giữa tất cả các khu công nghiệp của Bình Dương và ở Bình Phước và cũng như tất cả các khu vực ở Tây Nguyên luôn đấy. Và tuyến đường thứ hai mình cần phải quan tâm, tức là tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Thì phía sau lưng của dự án này của mình là tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn đấy. Và hoặc là mình thì có thể đi cái tuyến đường DT741 này thì mình về ngay ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn. Thì hiện tại Mỹ Phước Tân Vạn là đang làm thông từ ngã tư cắt ngang với DT741 đi thẳng lên Bầu Bàng, và cuối năm này thì là sẽ thông tuyến là từ ngã ba Tân Vạn, từ Đồng Nai đi qua Dị An, đi qua Thuận An, đi qua thành phố Thủ Dầu Một, đi qua Bến Cát và đi thẳng lên Bầu Bàng. Và đó là một trong những cái tuyến đường huyết mạch của Bình Dương, và hiện tại nó là tuyến đường giao thông quan trọng chỉ đứng sau tuyến đường quốc lộ 13, và là tuyến đường lưu thông hàng hóa giữa 18 cụm công nghiệp ở Bình Dương và đến Đồng Nai. Ha. Thì ở đây thì mình ra ngay ở từ cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn là rất là gần, hoặc là mình có thể đi ra đường này là gặp đường lên đây một chút xíu là gặp đường Balanci. Balanci thì mình sẽ gặp ngay vòng xoay Balanci với Mỹ Phước Tân Vạn, và ở phía đó là phía sau lưng này, từ đây đến ra đó tầm khoảng chưa đầy 2 cây là mình sẽ tới ngay cụm khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đấy. Thì đó là một trong những tuyến đường là quan trọng của Bình Dương. Và tuyến đường thứ ba mình phải quan tâm ở đây là tuyến đường vành đai 4. Vâng, thì từ quốc lộ 14 này thì mình đi ra tuyến đường DT741, tuyến đường DT741 này và ra ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn đó, và mình đi thẳng lên, đi thẳng lên theo hướng về Mỹ Phước 3 là ngay tại gặp ngay đường vành đai 4 đó, đường vành đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Hoặc là mình có thể đi đường ra đây, đi lên đây chút xíu là gặp Balanci. Balanci lúc nãy mình có giới thiệu đấy, thì mình đi ra là ngay tại tuyến đường là Mỹ Phước Tân Vạn, sau đó mình sẽ đi lên một chút xíu là gặp đường vành đai 4 cắt ngang luôn đấy. Thì tuyến đường vành đai 4 á thì là một trong những tuyến đường trọng điểm của Bình Dương, cũng như là một tuyến đường trọng điểm của là khu vực Đông Nam Bộ, tại vì nó là tuyến đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm tải cái áp lực về cái lưu lượng hàng hóa, về di chuyển hàng hóa giữa
các cái tỉnh Đông Nam Bộ. Và để mà mục đích các người ta hình thành cái tuyến đường vành đai 4 này để gọi là giảm tải cái lưu lượng giao thông trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và một trong những cái tuyến đường á là vận chuyển hàng hóa giữa năm cụm khu công nghiệp lớn tại Đông Nam Bộ. Nó bắt đầu từ Vũng Tàu, đi qua Đồng Nai, đi qua Bình Dương, đi qua Long An và kết thúc là tại cảng Hiệp Phước là của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và tuyến đường thứ tư đó là tuyến đường quốc lộ 13. Nó đến Bình Dương, nhắc đến quốc lộ 13 tất cả chắc là cả nhà mình đã biết rồi. Thì đó là tuyến đường gọi là trục xương sống của Bình Dương. Và Bình Dương thì trước đây phát triển á, là nhờ theo cái tuyến đường quốc lộ 13 này. Và gọi là tuyến đường bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh và đi thẳng xuyên suốt lên tới Bình Phước, đúng không ạ? Và hầu như thì hiện tại thì tất cả cái dọc tuyến đường quốc lộ 13 thì có rất rất nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương đều nằm ngay mặt tiền đường đó. Và Bình Dương, và đây là gọi là cái tuyến đường huyết mạch của cái cục xương sống của tỉnh Bình Dương. Đấy, thì anh chị có thể là đi ra quốc lộ 13, anh chị đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, hoặc là anh chị đi ra Mỹ Phước Tân Vạn, anh chị về Thuận A, Thủ Dầu Một, anh chị về Dĩ An, hay là anh chị về quận 9, rồi anh chị về Thủ Đức cũng rất là gần, hoặc là anh chị về sân bay Long Thành. Sau này mà khi sân bay Long Thành Đồng Nai á thì nó hoàn thiện thì anh chị đi thẳng quốc lộ, đi thẳng Mỹ Phước Tân Vạn, để anh chị về ngay tại là đi thẳng về cảng Đồng Nai, cầu Đồng Nai, sau đó anh chị đi về quốc lộ 51 thì anh chị sẽ đi về sân bay Long Thành Đồng Nai rất là gần, hoặc là anh chị đi Vũng Tàu anh chị có thể đi đường đó ha. Vâng, thì cái yếu tố thứ ba đó là gì ạ? Tức là khi mà anh chị đầu tư một khu vực bất động sản nào đấy thì hiện tại có rất rất nhiều dự án tại Bình Dương, nhưng mà khi mà mình đầu tư ngoài cái vị trí, ngoài cái giao thông thì cái mình cần phải quan tâm đó là cái vấn đề pháp lý của dự án đó như nào. Đó, nó đã có quy hoạch 1/500 hay chưa, hay là bao giờ nó sẽ là ra sổ, thì khu đô hay là chủ đầu tư đó là ai, đúng không ạ? Thì khu đô thị thương mại Nhật Huy á thì chủ đầu tư là công ty bất động sản là Nam Dương. Thì nhắc đến Nam Dương á thì anh chị có thể tìm hiểu trên mạng hay là tìm hiểu rất rất nhiều từ những nhà anh chị người quen á, thì mình đã đầu tư khu vực về Bình Dương thì họ chắc chắn họ sẽ biết về Nam Dương. Tại vì Nam Dương hiện tại là một trong những công ty bất động sản tại Bình Dương và có uy tín, và cũng như là phân phối rất rất nhiều sản phẩm cho khách hàng, cũng đã là giao sổ cho khách hàng rồi. Vâng, và khu đô thị thương mại Nhật Huy thì đã có là quyết định phê duyệt 1/500 rồi. Đấy, và khi mà đầu tư đối với những cái dự án mà sơ khai như này thì mình nên tìm hiểu một cái khu vực dự án nào đó mà giới thiệu đến cho mình, thì mình phải hỏi xem đó dự án đó có quyết định 1/500 chưa, đúng không ạ? Tại vì khi mà có quyết định 1/500 thì nó chắc chắn sẽ ra được sổ cho khách hàng, và dự án đó đã được là xin chủ trương, đầy đủ tất cả chủ trương và được phép bán, và cũng như là được phép là sang phân phối cho khách hàng. Đấy, và đặc biệt thì cái dự án khu đô thị thương mại Nhật Huy này thì tháng 12 đã bắt đầu là công chứng cho khách hàng rồi ạ. Và tháng 1, dự kiến thì tháng 1, tháng 2 là sẽ bắt đầu là giao sổ cho khách hàng rồi. Và có một cái yếu tố nữa, đó là mình có thể là đầu tư ngay khu vực này, đó là một cái thông tin rất là tốt. Tức là bên em dưới khu đô thị thương mại Nhật Huy thì hiện tại đang triển khai là giai đoạn đầu tiên, và tháng 12 công chứng thì tháng 1, tháng 2 nhận sổ, và tầm khoảng là quý 2, đầu quý 2 năm 2021 thì sẽ bắt đầu tiến hành triển khai giai đoạn 2 là phía sau này. Thì khi mà triển khai giai đoạn 2 thì dự án khu đô thị thương mại Nhật Huy á thì nó sẽ có là 4 đường là đi ra các cái đường lớn. Tôi hiện tại ở khu đô thị thương mại Nhật Huy này thì hai có cổng số 1 và cổng số 2. Thì các video trước Nam đã giới thiệu đến cho mọi người là hai cổng đi ra tuyến đường đến DT711. Thì khi mà triển khai giai đoạn 2 á thì sẽ có hai đường ra cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và có một đường đi thẳng ra đường Balancy. Là lúc đó thì cái dự án của mình sẽ rất là thoáng, nên cái thời điểm bây giờ anh chị đầu tư là thời điểm đầu tư em thấy là thời điểm đầu tư tốt nhất. Đấy, thì mình đầu tư thời điểm này thì tháng 12 mình đã công chứng rồi. Đó là khi mà anh chị, nếu mà anh chị nào á mà mình muốn có sổ nhanh á thì là cái thời điểm này, đó là nên anh chị nên suy nghĩ về vấn đề đó. Vâng, và cái yếu tố thứ tư là khi mình nhắc đến ở khu đô thị thương mại Nhật Huy này, đó là cái vấn đề về phương thức thanh toán. Vâng, hiện tại chủ đầu tư đang có rất nhiều phương án về phương thức thanh toán cho khách hàng. Đó, tức là có hai, hiện tại thì có hai phương thức thanh toán. Đó là phương thức thanh toán thứ nhất là anh chị thanh toán trước là 30% và số còn lại anh chị sẽ trả chậm trong vòng 6 tháng
mà bên chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mình trả chậm là không lãi suất anh chị ha. Nếu như anh chị chọn phương thức thanh toán này thì cái thời điểm anh chị thanh toán hết á thì cũng là thời điểm anh chị là ra công chứng và chuẩn bị nhận sổ đó. Hoặc là phương thức thanh toán thứ hai thì đó là thanh toán 95% và trừ lại còn 5% gác sổ đó. Thì tất nhiên mỗi phương thức thanh toán thì nó sẽ có một cái chương trình ưu đãi khác nhau, đó là ưu đãi chiết khấu cho khách hàng. Thì đối với phương thức thanh toán 30% thì là khách hàng sẽ được ưu đãi gì ạ? Thứ nhất, khách hàng sẽ được chiết khấu 5% tổng giá trị hợp đồng và cộng thêm 1.000 USD đó. Còn đối với phương thức thanh toán vượt tiến độ là thanh toán 95% thì anh chị sẽ được chiết khấu là 10% tổng giá trị hợp đồng cộng với là 1.000 USD. Vâng, thì đó là 4 yếu tố mà mình khi mà đầu tư về khu đô thị thương mại Nhật Huy thì anh chị có thể là tìm hiểu kỹ hơn đó, khi mà mình có quyết định đầu tư ngay tại khu vực này. Hoặc là anh chị muốn rõ hơn hoặc là muốn những cái thông tin chi tiết hơn về quyết định khuyên 1-500 hoặc tất cả những cái sản phẩm liên quan đến khu đô thị thương mại Nhật Huy thì anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại trên hoặc là inbox cho trực tiếp cho Nam, thì Nam sẽ gửi cho anh chị những cái thông tin nó cần thiết nhất hoặc là những cái thông tin về những cái sản phẩm mà hiện tại bên chủ đầu tư đang còn để có thể là mình tham khảo thêm ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã